Xin hỏi sư là lúc Thế Tôn còn là Bồ Tát nếu phải sinh vào loài ác thú phải ăn thịt ví như cọp beo sư tử là ngài đi săn như thế nào? Ngài sẽ đi săn con thú vừa chết để không phạm giới sát sanh hay là vẫn phạm để phải đi địa ngục? Về câu hỏi này thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi mà nó có nhiều cái khúc mắc, nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải đưa ra những cái lập luận, đúng không? Và gọi là tạm kết luận nha, tạm kết luận. Chứ mà không có loại, không có thể nào mà gọi là kết luận mà nó gọi là chắc chắn là gì, là gì mới đúng, gì mới là gì mới là kia là sai, là không phải. Trước khi á, mà trả lời câu hỏi này nè, chúng ta phải biết được rằng á, là đầu tiên cái câu hỏi này được cần được khoanh vùng, tức là sao, tức là ở đây hỏi là gì. Nếu Bồ Tát phải sinh vào loại ác thú mà gặp beo này nọ ngày đó, ở đây là sư sẽ tính cái thời điểm mà Bồ Tát được thọ ký, thưa quý vị, được thọ ký nha. Bồ Tát được thọ ký phải có một cái khoanh vùng. Tại xin thưa, nếu mà không khoanh vùng mà Bồ Tát từ lúc được thọ ký á, là xin thưa quý vị là trước đó, trước khi mà thọ ký á, Bồ Tát từng vào những cái địa ngục, thậm chí những cái địa ngục ngục rồi thậm chí phạm những cái tội mà nó rất là nặng, nó thẳng gì đó, có gọi là có khả năng trước khi mà, nhấn mạnh nha, một lần nữa nhấn mạnh nha, trước khi Bồ Tát được thọ ký là một Bồ Tát đôi khi phát nguyện nguyện trong tâm thôi thì vẫn có thể khả năng nó phạm những cái tội mà ngũ nghịch đại tội vân vân các kiểu. Rồi bây giờ sư sẽ nói, sư sẽ chứng minh cho quý vị biết là cái thật, cái lúc mà thọ ký nó khác nhau, nó khác gì chứ cái lúc mà chưa được thọ ký như thế nào. Thì xin thưa quý vị, ở trong chú giải của Thánh Nhân Ký Sự và chú giải của Phật Sử và chú giải của Kinh Tập á, thì một người mà khi đã được thọ ký trở thành Bồ Tát toàn giác đó, thì trong tương lai á, không bị những khiếm khuyết sau đây. Cái thứ nhất này là không bị mù câm điếc khi mới sinh ra nè. Cái này là không nè, không không hoàn toàn này nha, cái này là không hoàn toàn này, nhấn mạnh không hoàn toàn này nha, là hoàn toàn đó, là không bị khù khờ nè khi mới sinh ra nè, không bị tàn tật khi mới sinh ra nè, và phải sinh ra ở cái vùng sinh ra ở trung tâm của địa cầu, thưa vị, và ở một cái nơi trung tâm của một xứ, giống như là quý vị biết đó, phải đặc biệt ở trung sinh ở trung tâm địa cầu, phải sinh ở một vùng giống như gọi đô thị đó, đang gọi cho quý vị hiểu là một cái thành vậy ha. Cái thứ năm là không sinh trong giai cấp nô lệ, có nghĩa là không phải người nô lệ. Thứ sáu là không phải là cái hạng người mà tin vào cái thuyết tiền định, nghĩa là từ lúc Bồ Tát thọ ký thì là Bồ Tát là nghĩa là người luôn tin tưởng vào luật nghiệp báo và luật nhân quả. Cái thứ sáu, cái thứ bảy là không bị thay đổi giới tính. Cái thứ tám là không phạm ngũ nghịch đại tội này nha. Đó, từ lúc được thọ ký là không phạm ngũ nghịch đại tội, có nghĩa là chúng ta hiểu là trước khi được thọ ký vẫn có khả năng phạm ngũ nghịch đại tội. Cái thứ 9 là không phải người cùi. Cái thứ 10 là không sinh làm con thú nhỏ hơn con chim cút hay là lớn hơn quá con voi. Cái 11 thì cực kỳ quan trọng nè. Cái 1 này cũng điểm một kiểu gì là không trở thành ngạ quỷ đói. Có nghĩa là ba loại, không trở thành là ba loại ngạ quỷ, tức là ngạ quỷ đói, quỷ khác và quỷ bị đốt cháy. Tức là đây chúng ta có thể ngầm hiểu là Bồ Tát cũng có khả năng làm ngạ quỷ, nhưng mà cái loại ngạ quỷ mà nhận được phước đó, trừ khi nào mà ở trong chú giải nói là không trở thành ngạ quỷ nói chung, vì hiểu mà đó, mà ở đây chỉ liệt kê ba loại ngạ quỷ thôi, tức là ngạ quỷ đói, quỷ khác bị đốt cháy, là ba cái loại quỷ này là không có nhận được phước khi mà thân bẩn thuộc chi phước. Rồi ở đây là tiếp tục, đây là một cái điểm quan trọng nè, không tái sanh vào địa ngục A Tỳ nha, nhấn mạnh ở đây nha, chỉ là không tái sanh, chỉ là không tái sanh vào địa ngục A Tỳ.
À, địa ngục A tỳ tức là địa ngục lớn nhất, thấp nhất và khổ sở nhất. Rồi cái 13 nè, không tái sanh vào địa ngục Lô Can Tá Thí Giá, tức là địa ngục nằm giữa ba hệ thống thế giới. Địa ngục này được giải thích giống như có ba khay tròn khi để gần nhau có khoảng trống ở giữa. Thì cái địa ngục này đại loại như là gọi là địa ngục không gian đó, là cái những cái chúng sanh mà bị mà rơi vào đoạn kiến đó, tức là tà kiến cố định, nó sẽ rơi vào đây. À đó là cái 12 ba này, quý vị phải nhớ nha, là Đức Bồ Tát được thọ ký thì được ký rồi sẽ không rơi vào đặc biệt cái địa ngục A Tỳ và cái địa ngục không gian. Ừ. Tức là ở đây chúng ta cũng có thể ngầm hiểu ở đây là bởi vì trong chú giải nói là không rơi vào hai địa ngục này thôi, chứ không phải nói là không rơi vào địa ngục. À, là ngầm hiểu vấn đề nữa. Rồi, thứ 14 là trong cõi dục giới thì không sinh làm ma vương. À, khi mà sinh cõi dục giới thì không sinh làm ma vương nha. Còn khi sinh trong cõi sắc giới thì không sanh vào cõi vô tưởng. À, cõi vô tưởng tức là phạm thiên vô tưởng, thưa vị. Phạm thiên vô tưởng tức là chỉ có cái sắc thôi đó. Có sắc thôi, tức là trên đó đó giống như là khi làm phạm thiên vô tưởng thì giống như là một bức tượng vậy đó. À, nó không có tâm thức, chỉ có vật chất thôi. Cái thứ 16 là không sinh vào cõi Tịnh Cư Thiên, là cõi trời của vị thánh thứ ba. À, 17 là không tái sanh vào cõi vô sắc, là cõi này chỉ có tâm thức mà không có hình sắc. Và cuối cùng thứ 18 là phải sinh ra trong một hệ thống thế giới này mà không phải hệ thống thế giới khác, nghĩa là sinh ra vào cái galaxy này, tạm gọi năm nay là trong ra cái hệ vũ trụ này mà không phải một cái hệ vũ trụ khác. Ừ. Còn cái hệ vũ trụ hiểu như thế nào là phần vấn đáp sau sẽ có những câu trả lời. Rồi đây là 18 khuyết điểm mà Bồ Tát mà khi được thọ ký á, là Bồ Tát Không Giác á, sẽ không phải chịu suốt quá trình thực hành khổ hạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu chính là như vậy, là những cái điểm chính mà sư có nói đó, chứ vị biết rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có đầu tiên á, là sư nói cái này để quý vị thông cảm, là số lượng kinh điển và chú giải trong tạng tạng kinh điển á, rất là nhiều, sư cũng cả cố gắng trong khả năng của sư. À, nhưng mà ở đây á, thì sư chỉ đưa ra hai cái quan điểm thế này khi mà sư trình bày cái 18 điều mà trong chú giải Thánh Nhân Ký Sự, chú giải Phật Sử và chú giải kinh tập đó. Thì đại lão kết luận á, là từ khi Bồ Tát Toàn Giác mà được thọ ký á, thì xin đưa quý vị, nếu mà nói sát sanh là vẫn có, chứ nếu các khả năng sát sanh là vẫn có, chứ chứ nếu mà nói là không, nói là không có thì không phải. Tại vì quý vị thấy đó, là như đề cập á, là chỉ là rơi vào không rơi vào hai địa ngục đó thôi, hai địa ngục vô gián và địa ngục không gian thôi, đúng không ạ? Đó, cho nên bà cũng có một cái đường, một cái lối mở thứ hai là như vậy, là cũng có thể là như vậy. Sư gọi có thể thôi, có thể là nếu mà ngài á, tại vì sư sư coi trong cái những cái kiếp mà ngài được thọ ký á, thì sau khi được thọ ký thì có một kiếp ngài làm sư tử thôi, đa phần làm mấy con vật ma, đa phần nhưng khi thọ sau thọ ký đa phần làm mấy con vật ăn cỏ mà, thì chỉ có một kiếp làm sư tử chúa. Thì cũng có thể là sư nghĩ rằng, nhưng mạnh sư nghĩ rằng là con sư tử này cũng có khả năng nó sát sanh, hoặc là con sư tử chúa nè có khả năng sát sanh, và cũng có khả năng là đôi khi nó là vua, cho nên là được những cái con sư tử khác giống như là vua, thế vậy cho nên đi săn, nó đi săn sẵn rồi, nó về nó cống nạp cho vua sư tử chúa đó. Thì đây là một cái câu trả lời mà nó mở ra cho quý vị biết như vậy. Còn nói về phạm giới thì Bồ Tát Toàn Giác sau khi thọ ký thì khả năng phạm giới vẫn có, chứ không phải không có thì bị. Nhưng mà theo sư biết, sư nhớ không biết có lầm không, nhưng mà riêng về cái giới, hình như cái giới mà nói dối thì như hoàn toàn là không có phạm giới nói dối, mà những giới khác vẫn có phạm. Sư nghĩ tới đây chắc cũng là đủ cái dữ kiện để quý vị kết luận được rồi. Quan trọng nhất quý vị là chỉ cần nắm được sư cái 18 điều mà sư nhấn mạnh những cái điểm chính đó. Đó. Là biết mình á, mình ngầm hiểu là Bồ Tát, một vị Bồ Tát Toàn Giác được thọ ký, đúng không? Thì còn có khả năng phạm những cái giới gì, và còn khả năng làm những cái chuyện ác gì. À,
Tại vì trong cái cảnh giới giới hạn trong 18 điều điều đó cho tiếp tục chú giải cũng đã nói rõ, thì cũng xin trích phần kết thúc phần câu trả lời này. Thưa quý vị, chúng ta tránh cái thái độ là tôn sùng Bồ Tát một cách nó cuồng á, chắc phải có lẽ dùng cái từ cuồng thì nó chính xác hơn. Rồi, chuẩn bị tới lễ tam hợp rồi, thì tại sao sư nói như vậy? Cái chữ cuồng ở đây là mình cho là Bồ Tát như là thánh, thực tế Bồ Tát chưa phải thánh. Bồ Tát không bằng thánh, mặc dù ngài có một số đặc điểm như vị thánh, nhưng ngài chưa phải là thánh. Mà bởi vì ngài chưa phải là thánh cho nên là ngài vẫn có thể tạo ác nghiệp. Bằng chứng là dù cho ngay cả sau khi được Phật thọ ký rồi, vẫn có những kiếp ngài vô minh tạo ác nghiệp để phải đi địa ngục và để ngài chịu cảnh khổ ngạ quỷ. Thì trong các ác nghiệp đó, nó có bao gồm ác nghiệp sát sanh. Bằng chứng là có hai câu chuyện tiền thân. Một là câu chuyện tiền thân khi ngài là một con, hình như là con dê nếu nhớ không lầm, hoặc cái con đại loại như vậy. Khi mà ngài chuẩn bị sắp bị ông Bà La Môn đem lên trên cái mỏm mỏm đá đó để chặt đầu để tế lễ thì ngài mới khóc. Thì ông Bà La Môn hỏi là tại sao mi khóc, thì lúc bấy giờ ngài mới nói là đây là cái nghiệp 7 kiếp về trước từng sát sanh, cho nên 7 kiếp liên tục rồi mà vẫn bị trả cái nghiệp đó sau khi đi địa ngục. Thì vị Bà La Môn nghe như vậy mới hoảng hồn và không dám sát sanh nữa. Thì cái lúc đó bây giờ Bồ Tát mới nói cái nghiệp thì không thể nào mà cản được. Và khi Bồ Tát nói xong thì cái mỏm đá đó ở trên nó rớt xuống và nó làm cho Bồ Tát bị chết do đứt đầu. Thì tức là dù cho vị Bà La Môn tha không chặt đầu của con dê thì ngài vẫn phải trả cái nghiệp sát sanh như cũ. Điều đó chứng tỏ là trong các kiếp quá khứ ngài có từng tạo ác nghiệp sát sanh. Ha. Rồi ở trong một câu chuyện khác là Bồ Tát khi sanh ra làm hoàng tử thì Bồ Tát có trí nhớ tiền kiếp, nhớ nha. Không phải kiếp nào Bồ Tát cũng có trí nhớ tiền kiếp, có kiếp có kiếp không. Nghe. Thì trong kiếp này Bồ Tát có trí nhớ tiền kiếp thì Bồ Tát nhớ rằng ở kiếp quá khứ ngài từng làm vua và khi làm vua như vậy ngài có sát sanh. Và chính bởi vì sát sanh cho nên ngài đi địa ngục rất là lâu dài. Thành ra bây giờ khi mà ngài nhớ như vậy mà thấy bây giờ mình là hoàng tử này, mình chuẩn bị làm vua nữa, thì ngài hoảng sợ và ngài quyết định là không nói năng không cử động gì cả, giống như là một người bị liệt á, thì nhà vua thấy đẻ hoàng tử ra mà như thế thì không thể nào mà kế vị ngai vàng, thì mới cho người khiêng ngài bỏ trong rừng. Thì khi mà ngài bị bỏ trong rừng rồi, khi đó ngài mới bắt đầu là tập rồi lật người rồi bò rồi đi đứng lại và ngài xuất gia sống như một vị ẩn sĩ, tức là ngài biết thì ngài từ bỏ luôn cái ngai vàng. Nè. Thì như vậy là sư nghĩ quý vị đã có câu trả lời rồi. Thì cái kiếp nào nha, kiếp nào ngài sanh làm các loài thú ăn thịt mà ngài có trí nhớ tiền kiếp thì khi đó có khả năng ngài giữ giới được. Còn kiếp nào mà ngài không có trí nhớ tiền kiếp thì hoặc là ngài bị phiền não chi phối thì khi đó ngài vẫn tạo nghiệp bất thiện và vẫn phải chịu hậu quả như thường. Và sư qua câu hỏi